Vì sao Trương Phi từ một tay mổ lợn thành võ tướng hàng đầu Tam Quốc và muốn giết Quan Vũ cho bằng được? Trương Phi với tư cách mãnh tướng Tam Quốc cũng không phải là hư danh. Nói đến võ tướng thời Tam Quốc, không thể không nhắc đến Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Lưu Bị nhân nghĩa song toàn, thông minh tài trí, từ một người bán giày cỏ kiếm sống, từng bước thành lập thuộc quốc, để lại câu chuyện truyền đời cho hậu thế bàn luận. Quan Vũ được tôn xưng là võ thánh, cầm thanh long yển nguyệt đao tung hoành ngang dọc. Thế nhưng, ấn tượng của người đời đối với Trương Phi là xúc động lỗ mãng, không có sự bình tĩnh. Nhưng theo Tam Quốc diễn nghĩa thể hiện, võ công của Trương Phi tương đương với Quan Vũ. Song ai theo dõi Tam Quốc biết rằng, Trương Phi xuất thân bình dân, là một tên đồ tể, làm nghề giết lợn, vì sao võ nghệ lại cao cường như vậy? Có ba lý do chính sau đây. 1. Thuở nhỏ của Trương Phi. Trước khi gặp Lưu Bị và Quan Vũ, Trương Phi làm nghề giết lợn, là một đồ tể chính hiệu. Song đồ tể không phải là nghề ai cũng làm được, phải biết rằng một con lợn có thể nặng tới 100 kg. Đồ tể cần sử dụng sức lực của mình để khống chế con lợn. Trương Phi nhờ vào hoàn cảnh này mà đã luyện nên khí lực mạnh mẽ. Căn cứ theo sử sách ghi lại, Trương Phi có thể khiêng hơn một tạ thịt lợn, đi bộ như bay, khả năng sử dụng dao thành thạo. Cho nên khi tòng quân, kinh nghiệm này giúp Trương Phi như hổ thêm cánh. Hơn nữa, Trương Phi không chỉ có sức mạnh mà có nền tảng võ thuật từ trước. Các thế hệ nhà Trương Phi đều làm nghề đồ tể, điều kiện kinh tế cao hơn gia đình bình thường. Ngay từ nhỏ, ông thích múa đao luyện côn, từng bái vị sư phụ 70 tuổi học võ, võ thuật đã thấm nhuần trong máu và được cải thiện theo từng năm tháng lớn lên. 2. Kinh nghiệm tích lũy trong thực chiến. Trương Phi cùng Lưu Bị và Quan Vũ ác chiến Lữ Bố, tham gia trận Xích Bích, trận Hán Trung, mà trận chiến đặc sắc nhất chính là trận Trường Bản. Nói đến trận Trường Bản, ấn tượng đầu tiên của nhiều người chính là Triệu Vân đơn thân độc mã, cứu ấu chúa Lưu Thiện, con trai của Lưu Bị. Song thật ra, biểu hiện của Trương Phi trong trận chiến này cũng không thua kém Triệu Vân. Lúc đó, Trương Phi phụng mệnh Lưu Bị tiếp ứng Triệu Vân, khi đi chỉ mang theo 20 binh lính, mà đối mặt với Trương Phi là mấy chục nghìn đại quân của Tào Tháo. Thế mà cũng có thể khiến Tào Tháo thốt lên câu không thể xem thường. Mọi người thường biết đến xếp hạng mãnh tướng trong Tam Quốc như sau: Nhất Lữ Nhị Triệu Tam Điển Vi, Tứ Quan Ngũ Mã Lục Trương Phi. Chúng ta có thể thấy, thực lực của Trương Phi không hề tầm thường trong ba trận chiến. Đầu tiên, Trương Phi đánh Trương Liêu, thực lực của Trương Liêu không thể khinh thường, nhưng chỉ qua 20 hiệp đã bại dưới tay Trương Phi. Thứ hai, sau đại chiến Xích Bích, Trương Phi phụng mệnh đóng quân ở Hoa Dung Đạo, đối mặt với sự bủa vây của ba người Hứa Chử, Trương Liêu, Từ Hoảng, Trương Phi thong dong bình tĩnh, đánh trận vô cùng hiên ngang. Mặc dù lúc đó ba vị tướng của Ngụy Quốc chỉ muốn yểm trợ Tào Tháo chạy trốn, không tử đấu với Trương Phi, nhưng qua mấy hiệp, họ phát hiện hợp lực cũng không thể làm gì được Trương Phi. Trận cuối cùng là trận chiến với Trương Cáp. Trương Phi phụng mệnh đóng quân ở Ngõa Khẩu Quan, quân Tào phái Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp phát động tấn công Trương Phi. Trương Phi chỉ dùng chưa đến một canh giờ đã tiêu diệt quân Tào. Bởi vậy có thể thấy, Trương Phi với tư cách mãnh tướng Tam Quốc cũng không phải là hư danh. 3. Bên cạnh Trương Phi có Lưu Bị và Quan Vũ. Trương Phi tài trí không bằng Lưu Bị, cũng kém Quan Vũ một chút về phần trung nghĩa. Chúng ta đều biết rằng rất nhiều tướng lĩnh mạnh mẽ hơn Trương Phi, ví dụ như Lữ Bố, nhưng đáng tiếc không biết chọn người đi theo, cuối cùng vẫn chết thảm dưới đao của Tào Tháo. Nếu đặt dưới trướng Tào Tháo, Trương Phi nhiều lắm chỉ có thể coi là một võ tướng bình thường, không được trọng dụng. Tào Tháo nổi tiếng là thả ta phụ người trong thiên hạ, đừng để thiên hạ phụ ta, còn Lưu Bị thì huynh đệ như tay chân, thê tử như áo liền quần. Qua đó có thể thấy, Trương Phi có thể trở thành mãnh tướng Tam Quốc, Lưu Bị góp phần công lao rất lớn. Nhưng Trương Phi có một khuyết điểm chí mạng, đó là bốc đồng, lỗ mãng. Lưu Bị cũng từng nhiều lần góp ý Trương Phi sửa chữa tật xấu này, đáng tiếc ông không nghe. Cuối cùng, vì một số chuyện vặt vãnh xung đột với cấp dưới, Trương Phi nửa đêm canh ba bị thủ hạ lấy mạng, chết cũng vì sự lỗ mãng của mình. Vì sao Trương Phi muốn giết Quan Vũ? Trương Phi nghi ngờ Quan Vũ ăn ở hai lòng, có thâm ý lừa mình để bắt nộp cho Tào Tháo, vì thế Trương Phi giận dữ cầm mâu lao tới muốn lấy mạng Quan Vũ. Trong Tam Quốc diễn nghĩa,
Khi Tào Tháo mang quân đánh Từ Châu, ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi xung trận, nhưng thất bại, bị lạc mỗi người một nơi. Lưu Bị chạy sang Hà Bắc theo Viên Thiệu, Quan Vũ phải hàng Tào Tháo, còn Trương Phi cầm một cánh quân chạy tới tận Cổ Thành thuộc huyện Chân Dương, quận Nhữ Nam. Tại đây Trương Phi gặp tướng quân Khăn, Vàng là Lưu Tiết, bèn hợp quân với nhau làm một cùng nương tựa. Về việc Quan Vũ hàng Tào Tháo, nhà văn La Quán Trung mô tả nhân vật Tào Tháo cúi người quỳ gối xuống, tự tay cột lại giày cho nhân vật Quan Vũ, trước mặt ba quân khiến Quan Vũ vừa bối rối vừa vô cùng cảm động. Sau đó, Tào Tháo không chỉ ban tặng mỹ nữ, rượu ngon, bạc, vàng tơ lụa, mà ngay cả con ngựa xích thố mà Lã Bố cưỡi khi xưa cũng được Tào Tháo tặng cho Quan Vũ, nhưng Vũ vẫn có ý muốn rời đi. Tháo không những không tức giận mà càng thêm kính trọng. Khi hay tin Lưu Bị đang ở trên đất Viên Thiệu, Quan Vũ lập tức đưa hai chị dâu đi tìm. Quan Vũ gói toàn bộ tặng phẩm của Tào Tháo để lại, viết một lá thư cáo biệt và lẳng lặng ra đi. Tào Tháo vì muốn lưu giữ Quan Vũ để sử dụng sau này nên không cấp giấy qua ải, nhưng cũng không sai tướng đuổi bắt. Tam Quốc Chí ghi Quan Vũ giết được Nhan Lương, tức là đã hoàn thành lời hứa lập công để báo ơn Tào Tháo. Tào Tháo biết Quan Vũ tất bỏ đi, bèn tặng thưởng thêm rất hậu để mong rằng Quan Vũ sẽ đổi ý, không bỏ đi theo Lưu Bị nữa. Quan Vũ liền gói ghém hết những đồ thưởng để lại, viết thư cáo từ, rồi đi đến chỗ tiên chủ Lưu Bị. Tả Hữu muốn đuổi theo, Tào Công nói, người ấy bỏ đi vì chủ, chớ nên đuổi theo. Trong phim Tam Quốc diễn nghĩa, các tướng của Tào Tháo không cho Quan Vũ qua ải, nên ông phải mở đường máu mà đi. Quan Vũ đã phải chém 6 tướng Tào để vượt qua 5 cửa ải, qua ải Đồng Lĩnh chém Khổng Tú, đến ải Lạc Dương chém Hán Phúc và Mạnh Thần, qua Nghi Thủy giết Biện Hỷ, vượt ải Huỳnh Dương chém Vương Thực, đến bờ Hoàng Hà giết Tân Kỳ. Trên đường sang đi tìm Lưu Bị, khi đến Cổ Thành, Trương Phi nghi ngờ Quan Vũ ăn ở hai lòng, có thâm ý lừa mình để bắt nộp cho Tào Tháo, vì thế Trương Phi giận dữ cầm mâu, lao tới muốn lấy mạng Quan Vũ. Ngẫu nhiên, lúc đó tướng Tào là Sái Dương, có bản dịch Thái Dương, dẫn quân ầm ầm kéo đến, khiến Trương Phi càng khẳng định thêm nghi ngờ của mình là đúng. Thanh minh không được, Quan Vũ hứa sẽ chém đầu tướng Tào để tỏ lòng thành. Trương Phi ra điều kiện, sau ba hồi trống, Quan Vũ phải chém rơi đầu tướng Tào thì mới tin, nhưng Trương Phi vừa đánh dứt một hồi trống thì đầu Sái Dương đã bị Quan Vũ chém rơi xuống đất rồi. Trương Phi tạm nguôi giận, rồi sau khi nghe tên lính hầu của Sái Dương cũng bị Quan Vũ bắt, kể đầu đuôi mọi chuyện, và rồi được chính Cam phu nhân thuật lại hành trình gian nan trước đó thì mới tin, giò nước mắt khóc, lạy Quan Vũ. Trương Phi, 166-221, tự Ích Đức, thường gọi Dực Đức, ông từng giữ chức hữu tướng quân, sau khi Lưu Bị xưng đế được phong làm Tây Hương Hầu. Trương Phi sinh trưởng trong một gia đình nghèo, làm nghề bán rượu, thân hình to lớn, dung mạo oai phong, được học hành cả võ nghệ lẫn sách vở. Trong Tam Quốc diễn nghĩa Trương Phi là một hổ tướng tính tình nóng nảy, hữu dũng vô mưu, hành xử lỗ mãng. Dân gian thường ví nóng như Trương Phi, đa nghi như Tào Tháo, tính cách nóng nảy cùng sở thích uống rượu được gắn với ông.